Toyota, chạm là kết nối, tiện ích đa dịch vụ từ Z-Mobile. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Việt Nam Idol đã quay trở lại sau 7 năm với mục tiêu tìm kiếm một thế hệ thân tượng mới đầy tài năng và toàn diện. Hàng ngàn thí sinh đã đến casting trực tiếp tại hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi thí sinh có mặt tại đây đều mang theo hoài bão và ước mơ cháy bỏng trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Vì quang u xì hay vì em đã yêu vội vàng, vì ca tương lai lên là em một đời cứu mang. Đừng hoài nghi theo nhịp đập có tim, để em được sống vô tư như một bông hoa. Vòng sơ tuyển tại Hà Nội đã diễn ra với không khí hào hứng nhưng đầy cạnh tranh, khi các thí sinh đều mang trong mình niềm tin sẽ trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Những thí sinh xuất sắc tại Hà Nội được ban giám khảo sơ tuyển lựa chọn sẽ phải tranh tài cùng những nhân tố đáng gờm được chọn ra từ vòng sơ tuyển ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến xe Việt Nam Idol tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên chở ước mơ của những tài năng âm nhạc mới. Việt Nam Idol mùa lần này nó có một cái sự bùng nổ rất là lớn, và em là một người rất là đam mê âm nhạc cho nên là em không muốn mình phải ngồi. Em thấy cái sự hùng hục ở trong người mình nên là em đã quyết định đi thi. Sức nóng 1000 độ tại vòng sơ tuyển ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phần nào minh chứng độ hot của chương trình khi trở lại. Trước sự xuất hiện của quá nhiều thí sinh tiềm năng, ban giám khảo đã phải làm việc cực kỳ nghiêm túc để không bỏ sót bất kỳ nhân tố tài năng nào. Yêu anh đi em, anh không đòi quà, la 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 la. Vì đàn ông cô là thế nhưng thà ế không tàn phế, do đàn ông đã rời ra. Thêm một ca khúc nữa, anh đang cho em một cơ hội nữa, bởi vì anh rất thích em. Nếu em không còn gì để vâng vâng. Ok, good. Bên cạnh đó, vòng sơ tuyển còn là nơi những câu chuyện về âm nhạc được sẻ chia và truyền cảm hứng. Hồi xưa, thiệt là xưa, em cũng có từng thi Việt Nam Idol rồi, nhưng mà lần đó em rớt. Phải đấu với lại giới trẻ bây giờ, xung là mấy bạn. Hồi sáng giờ tụi em chấm là mấy bạn nha. 2K3, 2K4, 2K5, 2K6, 2K7 luôn rồi. Vừa hát vừa nhảy, vừa chuối đất. Mấy bạn lộn mèo 3 vòng luôn á. Em hả? Em cũng lộn mèo được. Nhưng mà em nếu mà có cơ hội đi sau vòng trong, em sẽ để dành cái phần lộn mèo đó. Thi này là dành cho người từ from zero to hero, chứ không phải là dành cho những người giống như em. Chưa đến giờ thật ra là chưa nhiều người biết đến giọng hát của em. Em cũng suy nghĩ nhiều á, em cũng khá là áp lực. Có một người rất là thân với em, nói với em là không ai bỏ tiền ra để xem một con heo ở trên sân khấu hát đâu. Anh hy vọng là ngày hôm nay thì cái phiếu này có thể tiếp thêm động lực cho em. Nhưng mà em có thể hứa với anh không? Là em sẽ luôn hết mình với tất cả những cái cơ hội này. Em làm được không? Dạ, em làm được. 60 chiếc vé được trao từ vòng sơ tuyển ở cả hai khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội là 60 cánh cửa mở ra cho các tài năng âm nhạc bước đến gần hơn với con đường chinh phục thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Bên cạnh đó, vòng sơ tuyển Việt Nam Idol còn được diễn ra tại Mỹ và Nhật Bản, tạo cơ hội cho giấc mơ idol của thế hệ trẻ người Việt được thực hiện. Những thí sinh nào sẽ tham chiến cùng những tài năng âm nhạc được lựa chọn tại Việt Nam? Hãy cùng chờ xem tại vòng tuyển chọn của Việt Nam Idol năm 2023. Sự trở lại của Việt Nam Idol cùng với bộ ba ban giám khảo quyền lực hứa hẹn sẽ tạo ra một sân chơi âm nhạc bùng nổ và tìm thấy được thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Cái sự đặc sắc và phong phú của các giọng hát, của những cá tính âm nhạc
mà xuất hiện trong năm nay thì tôi rất là tự tin để thông báo với các bạn rằng đây sẽ là một trong những cái mùa idol hấp dẫn nhất. Năm nay là năm mà mình trở lại sau 7 năm, mình rất là hy vọng có thêm gần như một thế hệ các bạn trẻ của âm nhạc phát triển hơn. Tiêu chí của Tâm là thấy có gì đó ấn tượng trong cái cách hát, trong trình diễn và làm cho mình cảm thấy cảm tình, nhớ, ấn tượng, thú vị là được. Và các thí sinh đã sẵn sàng để chinh phục giấc mơ mang tên thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Mình là Nguyễn Thị Hương Giang, mọi người thường hay gọi mình là Thanh Giang. Năm nay mình 21 tuổi và mình đến từ thành phố Hải Phòng. Mình là Hà An Huy, năm nay mình 21 tuổi và mình đến từ Hà Nội. Mình tên là Lương Thị Ngọc Nguyên, năm nay Nguyên 26 tuổi, đang là diễn viên. Mình là Đặng Quốc Phương, năm nay mình 22 tuổi và mình đến từ Nam Định. Xin chào mọi người, mình tên là Sơn, mình 23 tuổi và công việc hiện tại của mình đang là một nhà sáng tạo nội dung và mình làm truyền thông trong ngành thời trang. Sân khấu vòng tuyển chọn thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol năm 2023 đã sẵn sàng để chờ đón những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải năm nay. Bạn ơi, Việt Nam Idol, người bạn tuổi thơ của tôi, bạn có biết là tôi kiếm bạn lâu lắm không? Nhưng mà hôm nay bạn đã xuất hiện rồi và ở đây cùng ba vị bạn giám khảo quyền lực, y như trong tưởng tượng của tôi vậy đó. Em yêu Việt Nam Idol, wow. Yêu các fan Việt Nam Idol. Cảm ơn tình cảm của em dành cho Việt Nam Idol. Trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mãi đây chẳng biết thế nào, nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi. Vẫn sẽ mãi nắm tay mặc kệ trời mây có thay có đây, nhưng em vẫn mong. Anh rất là thích cái màu giọng của em. Giọng hát rất là tinh tế. Anh thích cái sự em dám làm. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương anh mới thế, anh cứ ra sao vẫn mê. Cưới đi thôi anh ơi, ta cưới. Sau ngày mai chỉ có mình anh và yêu thương em để lại. Anh vẫn sẽ chờ xanh hàng cây và nơi này đầy ngã ba. Chúc mừng em vào vòng nhà hát. Yeah! Ba mẹ ơi, con được lên đường bay rồi. Mình có nhiệt huyết, mình có năng lượng, mình có đam mê để trở thành Việt Nam Idol thế hệ mới. Và tấm vé vàng là minh chứng thuyết phục nhất cho hành trình âm nhạc của mình. Và mình đã sẵn sàng để trở thành quán quân của Việt Nam Idol 2023 năm nay. Và đây là thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Việt Nam Idol thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Xin chào mừng. Xin chào mừng. Các bạn cảm thấy thế nào? Vui. Các bạn nào cảm thấy hồi hộp không? Tim đập hơi nhanh không? Anh ơi. Có ai có thể cho anh ngay một bí kíp? Anh cũng đang rất là hồi hộp bây giờ, đó là để chúng ta có thể tự tin hơn. Nên hoạt động nhiều đi anh. Anh đi qua đi lại nhiều, anh giơ tay giơ chân nhiều thì nó sẽ bất ngờ. Đấy là một bí kíp rất là hay. Hy vọng rằng là các thí sinh cũng có những bí kíp riêng cho mình. Các bạn thí sinh thân mến, các bạn sẽ có nhiệm vụ là bước vào phòng audition, thuyết phục giám khảo bằng phần trình diễn của mình, bằng cá tính âm nhạc của mình, cũng như là những cách ứng xử của mình nữa.
kết quả tốt nhất mà các bạn nhận được sẽ là một tấm vé vàng. Chỉ có 15 tấm vé vàng thôi. Oh. Hãy chạm vào nhà vía lấy mai. Nhẹ thôi gãy mất. Đây nữa. Bạn thi đầu tiên đúng không? Cố lên. Bên này nữa. Chạm đi xem nó như thế nào. Đó, đúng rồi. Ok, chúc may mắn tất cả các thí sinh. Nếu như không được tấm vé vàng thì sao? Các bạn sẽ cố gắng nhận được tấm vé bạc. 50-50% cơ hội sẽ dành cho các bạn. Các giám khảo sẽ ngồi lại với nhau và quyết định ai sẽ cùng với 15 người đạt vé vàng bước vào vòng 2 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol năm nay. Có vẻ như là các thí sinh đã sẵn sàng rồi, nhưng mà phải hỏi lại cho chắc nữa, các bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah! Và bây giờ là lúc mà các bạn sẽ gặp 3 giám khảo của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol 2023. Bảy năm rồi mình mới gặp lại mà, nên là em rất là vui luôn. Đến Việt Nam Idol thì mình cảm thấy có một cái gì đó nó làm cho mình rất là gợi nhớ, nên là em thấy rất cũng khá là cảm xúc, nên là em tham gia. Anh sao? Anh nghe có em là anh tham gia thôi. Còn anh nghe thấy có Quang Dũng, có Mỹ Tâm thì thôi phải nói là luôn như thế nữa. Và năm nay thì Việt Nam Idol thế hệ mới xin đây. Xin chào các giám khảo của Việt Nam Idol. Xin chào. Chị Mỹ Tâm, anh Quang Dũng rất vui khi được gặp anh chị ở đây. Đều là những người giám khảo đã gắn bó với Việt Nam Idol rồi. Chờ 7 năm này quay lại, mọi người vẫn đẹp, vẫn trẻ trung, đầy năng lượng như thế. Tiêu chí của các giám khảo lựa chọn thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới là gì? Anh vẫn chọn một idol mà ở đó họ phải có tất cả. Có ngoại hình, có sự trẻ trung, có sự năng động, có gu thẩm mỹ, có giọng hát. Điều quan trọng đối với anh đó là cảm xúc và cái chất riêng. Khi người ta nghĩ tới, người ta nhớ ngay. Bây giờ thì các ca sĩ rất là giỏi. Các bạn ấy là làm được nhạc, viết được nhạc, chơi nhạc cụ. Và đúng phim. Đúng rồi. Đạo diễn. Tại sao không? Nhà sản xuất. Đó. Nghe đúng Mỹ Tâm ở đó. Không. Thì cộng với những cảm xúc này, cộng với những cái gọi là ngoại hình rồi tất cả về thẩm mỹ mọi thứ, thì thêm cái đó nữa thì phải nói là hoàn hảo luôn. Tôi bảo tin rằng là với sự có mặt của các giám khảo góp ý cũng là rèn rũa cho các bạn, thì từ những viên kim cương thô các bạn sẽ thực sự trở thành một hoàn thiện. Đúng chữ hoàn hảo chị Mỹ Tâm muốn. Bây giờ là lúc mà xin mời các giám khảo cùng bước vào phòng audition của chúng ta. Xin mời. Thank you. Yeah. Oh wow. Mọi người có thấy quen không ạ? Hay là vòng khác lạ đây? Vòng đầu mà có vẻ hoàn bình chán. Trông khác lạ đấy. Rất là lớn rồi, thí sinh có dám vào thi không? Có thể có bạn vào một cái là ngã lăn đùng ra ngất luôn. Ngất luôn, ngất kiểu... không. Thậm không chí khóc thú lên nha. Xin mời các vị giám khảo hãy ngồi thử vào chiếc ghế quyền lực ạ. Em chắc là phải đây rồi. Em, dạ em cảm ơn anh. Bọn anh làm bóng cho Tâm thôi. Mọi người cảm thấy thế nào ạ? Quen thuộc nhưng mà cũng khác lạ không ạ? Khác nhiều. Đẹp nè. Bảo khác này. Vâng, thú thật với mọi người là Đức Bảo chính là thí sinh đầu tiên của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam. Chính vì vậy là tôi đã có một món quà cho các giám khảo được trước mặt quý vị ạ. Oh, wow. Cái này thì đúng là khác thật này. Khác này, cái này được nè. Oh my god. Đáng yêu đấy. Đó là một chiếc áo phông có in. Wow, ô dễ thương vậy. Khuôn mặt của các giám khảo. Wow. Bức ảnh này Đức Bảo đã lựa chọn. Ôi anh. Đẹp trai không? Thiếu cái nón nha. Đúng rồi, trông rất lãng tử. Trông trẻ hơn đấy chú. Thiếu mắt kiến nha. Cảm ơn, đẹp quá, cảm ơn chương trình, cảm ơn Bảo. Rồi mình có chọn không? Chọn Bảo hả? Thực ra đấy là đùa thôi chứ Đức Bảo. Mà đi thi thì chắc chỉ là thí sinh tạo ra yếu tố gây hài. Thương quá đi. Vâng, thưa quý vị khán giả, các giám khảo đang có một tinh thần rất hưng phấn và họ đã sẵn sàng để gặp gỡ và giúp cho các thí sinh có thể nhận được tấm vé vàng bước vào vòng tiếp theo của Việt Nam Idol. Ngay bây giờ hãy gặp gỡ với thí sinh đầu tiên. Một không khí tĩnh lặng trước giờ gờ. Thí sinh đầu tiên đã sẵn sàng nhưng mà chắc chắn rất là hồi hộp. Xin mời Triệu Quang Vinh. Thương quá anh ạ. Thí sinh đầu tiên mà. Em đã làm thí sinh đầu tiên trong bất cứ một cuộc thi nào chưa? Chưa, ngoài là thí sinh đầu tiên của Việt Nam Idol. Chúc em may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin mời. Dạ, em xin được chào quý ban giám khảo, chị Mỹ Tâm, anh Huy Tuấn và anh Quang Dũng. Em là Triệu Quang Vinh, năm nay em 22 tuổi và em đang sinh viên
đến từ Lào Cai và sống và học tập tại Hà Nội ạ. Em là sinh viên ngành em gì? Em là sinh viên năm cuối ạ. Yeah, em học khoa âm nhạc ứng dụng của trường Đại học Thăng Long. Yeah. À, vậy là có học âm nhạc ha. Hôm nay sẽ thi bài gì nè? Dạ, em sẽ dự thi bởi một ca khúc mà em tự sáng tác. Và ca khúc được mang tên là Môi Hôn Vừa Trao Sao Đành Quên. Ca khúc mà chính mình tự sáng tác cũng khá là lâu rồi, khoảng 1-2 năm gì đó. Hồi đó mới tập tệ sáng tác thôi và cũng là ca khúc đầu tiên. Mình nghĩ đây cũng là một cái thử thách đối với mình. Mỹ Tâm này có nhiều sáng tác lắm, nhưng mà đã có sáng tác nào dài như thế chưa? Dạ có, bài Nhớ. Cái style bây giờ là các bạn phải đặt tên dài vậy đúng không em? Em cũng không biết nữa, tại vì em thấy cái tên này nó hay, tại vì nó cũng là cái key của cái điệp khúc. Nghe có vẻ thắc mắc liền nữa hả? Ngoài ra em còn có chơi nhạc cụ gì không? Dạ, bộ môn beatbox nữa. Hay là em chơi một chút để đỡ căng thẳng. À đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. Cũng nghĩ vậy luôn. Em beat luôn rồi sao nào? Khởi động. Khởi động nhẹ đi. Thật ra không phải em hồi hộp đâu mà anh chị ở đây cũng hồi hộp. Lâu quá mới được ngồi ở đây em phải không? Yeah, welcome to Vietnam Idol. Yeah. Đây là một căng thẳng. Em cũng không chơi lâu rồi. Ok, bài của mình mà, em cứ tự tin lên. Không có cái gì để so sánh cả em ở nhá. Trên tán cây thì anh vẫn nằm đây một mình trong căn phòng cùng những suy tư về kiếp ông. Vai nặng chịu những vết thương vì vẫn nhớ hay còn vương một người vẫn mong chờ còn người kia đang mãi hững. Môi hôn vừa trao sao đừng quên, lời yêu chưa nói sao em bước vội. Hay em chỉ coi như là game, lỡ dần lỡ. Thôi anh đành quên đi niềm đau, trò chơi em thắng anh lặng thầm bước đi. Mong em chân thành với người sau, nước mắt anh tự lau. Mỗi hôm vừa trao sao đành quên, lời yêu chưa nói sao em bước vội. Hay em chỉ coi như là game, lost love. Thôi anh đành quên đi niềm đau, trò chơi em thắng anh lặng thầm bước đi. Mong em chân thành với người sau, nước mắt anh tự lau. Mỗi hôm vừa trao sao đành quên, lời yêu chưa nói sao em bước vội. Anh rất là quý những người ca sĩ mà có cái khả năng sáng tác, bởi vì anh thấy cái điều đó rất là hay, dễ có những cái riêng của mình á. Thật là bây giờ cần như vậy. Nếu mà những cái năm trước á, chắc chắn các em sẽ được vào vòng trong rồi, tại vì mấy năm trước là tới 100 vé vàng rồi. Nhưng mà năm nay cái vé vàng nó rất là ít để hiếm bảo quá. Nó hiếm lắm cho nên là nó khắc khe hơn. Anh thấy em hay, nhưng mà anh chọn em. Mà anh chọn em vậy thôi. Thế thôi. Cho anh làm em bất ngờ quá, thật sự luôn em. Biết đúng rồi, sao? Sau 7 năm có tí thay đổi nhỉ? Vâng, nhiều hay là dễ. Để xem Mỹ Tâm có thay đổi không nào? Không, em muốn ăn trước.
Em muốn coi thử. À, thôi để em chọn. Ừ, ok. Để đến nay mà. Nói vậy thôi. Chị thấy là thứ nhất là bài hát rất là dễ thương nha. Em có khả năng sáng tác rất là tốt nè. Bài hát cũng rất là hợp trend. Tuy nhiên về cái tông giọng của em ấy, thì chị nghĩ là chưa có được thoát lắm. Có lẽ là do em bị rung hay sao đó. Những cái nốt cao của em ấy có vẻ hơi chưa được mở ra, đúng không? Ngay cả cái xử lý cái giọng giả của em nó cũng hơi bị có vấn đề nữa. Chị cũng đang phân vân không biết vào vòng trong thì nó sẽ như nào luôn á. Mà chương trình này bị một cái là không có autotune nữa. Không có autotune luôn. Đó, và một số cái câu độ nó cũng sẽ hơi chưa chuẩn nữa. Đương nhiên là mình không khắc khe tới mức đó. Nhưng mà như anh Dũng nói là chỉ có mấy cái à. Đâm ra là mình phải khắc khe. Chị chưa nói chọn hay chọn bây giờ đâu, nghe ý kiến của anh Tuấn sao. Tưởng thay đổi thế nào, thay đổi như thế thì dễ. Em suy nghĩ, mới suy nghĩ đã. Nếu mà là anh thì anh chỉ cho được một nửa cái yes thôi. Nửa yes thôi. Em mà thêm nửa yes nữa là bạn ấy vô. Nếu sao vô được. Anh yes rồi. Ủa hơi yes rồi. Em thì em vẫn nghĩ rằng là mình nên cho bạn cái này, kiểu như mình xem lại hay không đó. Cái đó là anh quyết nha, chứ anh biết là em không quyết được chuyện này rồi. Em luôn luôn là người đóng vai hiền trong chuyện này mà. Anh nghĩ là anh chỉ cho được một nửa yes thôi đó. Dạ, không lẽ vậy em nói say no là coi như là em phải ác luôn á. Anh nghĩ là bạn ấy xứng đáng bước một chân, chưa thôi, bước được chị cả hai. Quyết định là hai luôn đi. Wow. Chúc mừng em. Chúc mừng em. Nhưng mà như thế là sai luật đó. Sai luật không? Ba yes. Cái này là toàn ba yes. Cho nên anh nghĩ cái này là, anh nghĩ cái này xứng đáng với bạn hơn. Có nghĩa là em bước được một chân vào vòng nhà hát. Chúc mừng em. Em hào phóng quá đúng không mọi người? Hơi hào phóng quá. Em hào phóng quá, em phải tỉnh táo lại mới được. Em nói anh rồi, anh làm cái chuyện đó đi. Chuyện gì? Anh mà đưa em là em đưa hết ống này luôn á. Wow, yes. Chúc mừng em. Mình sẽ có 50% cơ hội, yeah, đúng không? Thế là rất tốt rồi. Và đặc biệt là với cái áp lực của người đầu tiên. Bây giờ mình cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và một chút cầu nguyện. Đúng không? Yeah. Chúc em may mắn nhé. Tuyệt vời. Wow, người đầu tiên mà đã có ngay vé bạc rồi. Cho thấy rằng là các thí sinh đã có sự chuẩn bị rất tốt. Nhưng mà những thí sinh tiếp theo thì sao? Và sẽ có những sự bất ngờ nào? Hãy cùng chờ đón nhé. Xin chào các bạn, mình là Dương Thành Đạt, nghệ danh của mình là Lohan, mình sinh năm 1994 và hiện tại mình đang làm ca sĩ diễn viên. Chương trình Việt Nam Idol quay trở lại, mình rất phấn khởi và mình rất trông chờ. Mình coi đây là một cơ hội rất lớn đối với sự nghiệp ca hát của mình. Sao hôm nay anh thấy Đạt hình như đi một mình đúng không? Dạ đúng rồi. Anh có một món quà gì cho em. Đây là một đoạn video clip đã được chương trình đột nhập vào nhà bố mẹ không? Ừ, đấy. À, bố mẹ cũng chúc con. Chúc em rất là giống bố nha. Dạ. Trong những chương trình tiếp theo cũng như là trong những chặng đường tiếp theo, con hãy cố gắng để đạt được mục tiêu cũng như là ước mơ của mình. Gia đình chúc con vạn sự được yên ý. Chắc em xem đến đây thôi. Ôi bây giờ cảm xúc lên là em sợ lướt lăn em không hát được. Nhưng mà anh nghĩ rằng là được bố mẹ từ xa mà gửi cái lời động viên như thế thì chắc chắn là rất là vui. Tin rằng là với sự ủng hộ của gia đình, quyết tâm của em và mình phải có chút may mắn nữa thì Thành Đạt sẽ thực sự thành đạt. Ok, chúc em may mắn. Cảm ơn anh nhiều. Ừ. Hi. Em chào anh chị ạ. Em tên là Dương Thành Đạt. Hiện tại em đang làm diễn viên ca sĩ. Thực ra là em đã gặp chị Tâm 2 lần, không biết chị Tâm có nhớ em không? Hình như chị thấy em quen quen. Đúng rồi. Để chị nhớ nha. Hình như em quay trong cái Đúng Cũng Thành Sai của chị đúng không? Đúng rồi, mà em quay 2 lần luôn. Rồi, vậy là đúng quá rồi, trời ơi, hình như. Diễn viên của em? Dạ, những cái vai xung quanh trong cái MV của em. Chứ không phải là diễn nam chính với em nha, không phải. Diễn nam chính với em là giờ em đã khác. Thế rồi. Em là học ở trường nào em? Em đã tốt nghiệp mà Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ngày rồi làm cảnh sát ngày nào chưa? Em học 5 năm và em đã đi làm 2 năm rồi. Em làm bên an ninh. An ninh. Rồi em có bao giờ em bắt chị chưa? Chị chỉ có tội là chị quá đẹp thôi. Từ từ, mọi người, từ từ.
Và lý do vì sao em đang học cảnh sát mà bây giờ lại đi theo ca sĩ và diễn viên vậy? Em học cảnh sát là do gia đình em là truyền thống làm công an. Là có ông nội và bố em đều là công an nhân dân. Thì khi đến thế hệ của em thì bố mẹ cũng định hướng cho em là công an. Lúc đấy em đã đam mê ca hát rồi, tuy nhiên thì bố mẹ cũng không yên tâm khi cho con là một cái công việc không ổn định. Cái thời điểm đấy giống như là em đang phản bội gia đình. Và bố mẹ thực sự là rất lo cho em. Và cái đấy mới là cái làm em phải suy nghĩ lại. Và em đợi quyết định một năm sau em mới xin xuất ngũ để bố mẹ biết là lúc đấy em đang thực sự nghiêm túc. Trước đây em đã từng đi biểu diễn hay gì chưa? Em có đi biểu diễn trong nhóm nhạc. Thực ra em là một thành viên trong nhóm nhạc. Tuy nhiên thì cũng kém may mắn là nhóm nhạc của em không có nhiều người biết đến. Và em cũng chưa có nhiều cơ hội để em đi trải nghiệm nhiều. Bây giờ chị rất là muốn nghe giọng. Em sẽ hát bài gì? Sau đây em xin trình bày ca khúc Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ. Cũng không ngờ luôn á, chị cũng bất ngờ luôn á. Chẳng thể nói ra trước đôi môi kia. Thương em là điều anh không thể ngờ. Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại chôn sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh em. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ anh thua mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ anh thua mình trong suy tư của em. Dù muộn sầu hay thương nhớ ai, xin một mình mang em. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Wow. Yay. Wow, cute. Thì tất nhiên là phải dễ thương với em rồi. Thì đó, tự nhiên mọi người nhà em chí. Rồi, bây giờ cái cuộc thi này em tới đây là vì lý do gì mà em thi cuộc thi này? Em nói thiệt chị nghe coi. Cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol thì em muốn chứng minh cho bố mẹ thấy thực lực của mình để bố mẹ có thể yên tâm, và cũng như là có thể phát triển sự nghiệp của em, đưa em đến công chúng nhiều hơn ạ. Nếu mà đây là một cuộc thi tuyển chọn một giọng hát cho một nhóm nhạc, anh chắc chắn bạn ấy có rất là nhiều cơ hội. Nhưng anh khá là lăn tăn nếu đây là một cuộc thi để chọn một cái giọng hát như Việt Nam Idol là một ca sĩ hát solo. Có thể do cảm xúc của em đứng trước chị Mỹ Tâm nó đã làm cho em chênh vênh rất là nhiều. Thì cái đó anh nghĩ là cũng có thể thông cảm được. Anh nghĩ em có thể làm ca sĩ được, nhưng mà để thi mà hát live rất là nhiều vòng nó hơi khó. Hay là em có thể làm diễn viên, anh thấy em giống diễn viên hơn ca sĩ. Còn với chương trình này thì anh nghĩ em chưa có thuyết phục được anh.
chị thì thấy là vậy, giọng hát của em á có tình cảm, cảm giác là cái style hơi kiểu Hàn Quốc. Em có rất là có nhiều tiềm năng, nếu em thực sự đam mê cái này thì em tập luyện rất nhiều mới được. Mang tính cá nhân á thì chị rất là thích tặng cho em cái vé này. Thì anh Tuấn với anh Dũng thì sao? Nhưng mà bây giờ Mỹ Tâm khai thật trong cái phần comment vừa rồi có bao nhiêu phần trăm là tình cảm? Thật hoàn toàn bình thường. Em là em rất là rạch ròi về công việc nha. Còn phải làm về cảm xúc là bao nhiêu phần trăm là tình cảm? Vô luôn đi, em khỏi về ấy nữa. Không, anh khá là đồng ý với Tâm. Anh và chị Tâm sẽ cho em thêm một cơ hội nữa để một chân bước vào vòng nhà hát. Tình cảm nào, tình cảm nào. Cảm ơn anh chị rất nhiều, em sẽ cố gắng rất nhiều để không phụ công anh chị ạ. Cố gắng lên, chào Trinh. Xin chào Hương Linh. Chào anh ạ. Hay còn gọi là Pia Linh nhỉ. Em không nghĩ rằng là khán giả cũng như là giám khảo ấy sẽ kỳ vọng nhiều vào sự xuất hiện của em. Có lẽ mọi người cũng sẽ có một chút thắc mắc là không biết bạn Pia Linh sẽ mang gì đến cuộc thi Việt Nam Idol năm nay. Anh rất thích cái suy nghĩ của em, đấy là một cái mà mình cũng nhận định rất là chính xác đấy. Anh là khán giả, anh cũng rất là tò mò. Anh đã tưởng tượng thấy giống như là hình ảnh của các ca sĩ rất là chuyên nghiệp, rất là đầy chất nghệ thuật, hay là nói vui vui của giới trẻ rất là đầy như là củ nghệ. Hy vọng là em sẽ nhận được tấm vé vàng, hoặc là ít ra là phải tấm vé vàng sau khi gặp các giám khảo. Chúc Pia Linh may mắn. Em cảm ơn ạ. Ok. Hi. Em xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Em tên là Nguyễn Hoàng Hưng Linh, năm nay em 19 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội ạ. Welcome. Thế ghi em đây là từ miền Bắc vào. Dạ vâng đúng rồi ạ. À, là mới bay vào để thi thôi hả? Dạ vâng ạ. Oh, này. Khuôn mặt của bạn cứ thấy quen quen, anh cứ thấy quen quen. Quen à? Em chưa gặp đấy. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Hoàng Hưng Linh, năm nay mình 19 tuổi và mình đến từ Hà Nội. Mình mới chỉ chập chững bước vào con đường theo đuổi đam mê thời gian gần đây thôi, nhưng sự may mắn đã đến với mình khi mình rất vinh dự được góp giọng ở trong dự án Nấu Ăn Cho Em cùng với anh Đen Vô. Từ nhỏ thì mình đã là một cô gái rất là nhút nhát và rụt rè, sống nội tâm và mình cũng rất là ít khi chia sẻ với những người lạ xung quanh. Điều đó cũng vô tình đã gây ra một khoảng cách rất là lớn giữa mình và những người xung quanh. Tuy nhiên trong âm nhạc thì mình là một con người khác và âm nhạc luôn đem lại sự thoải mái cũng như là sự tự tin cho bản thân mình khi mình được trình diễn và khi mình được hát trên sân khấu. Bài hát sắp tới mà mình thể hiện cũng sẽ đem lại một khía cạnh khác trong tính cách của mình. Khi mà biết tin Việt Nam Idol sẽ trở lại sau 7 năm, em đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định là mình sẽ rời xa Hà Nội và có một chuyến trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự cuộc thi. Và đó cũng là lần đầu tiên mà em thoát khỏi vùng an toàn của bản thân mình, rời xa gia đình để một mình đến một nơi xa và có một chuyến trải nghiệm rất là mới lạ. Em mong rằng Việt Nam Idol sẽ là nơi để em thể hiện niềm đam mê của mình với âm nhạc cũng như là mang âm nhạc của mình đến gần hơn với mọi người. Sau đây em xin trình bày một ca khúc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, bài hát mang tên Chân Ái ạ. Xa xôi à, yêu
The sun's arrived, I see the lights blinding in my eyes as I feel the fog comes by the breezes. Wonder if the bad dreams could be gone. Oh, you came into my sight. You shine a light like a star so bright. Oh, you brighten up my smile. So just come by, get through the night. And I know it's getting late now, but could you come with me for a while? Just stay with me till the sun goes down. Journey collecting piece by piece the memories of you and me. Oh, like a masterpiece, we're full. Xin cảm ơn bạn Lý Dương Thanh Hoàng ạ. Chúc mừng em vào vòng nhà hát. Yeah. Cảm ơn bạn Lý Dương Thanh Hoàng nhiều ạ. Rồi, nhận cái này đi, xong rồi đứng lên kia. Lâu lâu cái vậy á. Ủa anh mà sao trùng hợp vậy? Ủa anh định về hả? Hả? Anh định về hả? Ừ. Ok. Không có gì phải bàn về, tất cả về giọng hát hay là về cái cách trình diễn gì cả. Tại vì giọng hát thì hay, dễ thương, bài chọn tốt. Giờ chỉ có cái là vào vòng trong thì để coi thì em làm cái gì thôi, chứ còn cũng chỉ cũng không comment gì. Phần trình diễn vừa rồi là xứng đáng được vào vòng nhà hát. Cái đó là qua cái thái độ của ban giám khảo thì mọi người biết rồi. Cho hỏi một chút là cái đoạn rap vừa rồi nghe cái là lạ. Rap vừa rồi không phải của bài đúng không? Dạ vâng, đoạn rap vừa rồi là em tự viết ạ. Đấy. Nghe chưa, em biết là tự biết rồi. Em có sáng tác được không? Em cũng có sáng tác được một chút ạ. Thì anh nghĩ là nên mạnh dạn sáng tác nhiều, viết nhiều. Mà em có đi theo chuyên nghiệp bây giờ chưa hay là mới thi vậy thôi? Dạ, đây là cuộc thi đầu tiên em tham gia. Ừ. Tại sao lại chọn Việt Nam Idol? Em cũng xem chương trình từ rất là lâu rồi, từ hồi em còn nhỏ. Và em cũng đã đam mê ca hát từ lâu rồi. Nhưng mà vì là gia đình em cũng không có ai theo nghệ thuật, cho nên là em cũng có suy nghĩ là nếu như mà mình có cơ hội được đi thi thì mình sẽ cố gắng để mình tham gia một cuộc thi để mình có thể được theo đuổi âm nhạc. Và Việt Nam Idol cũng là một câu của cuộc thi đầu tiên mà em tham gia. Bố mẹ có biết là em đi thi không? Ban đầu thì bố mẹ em không biết ạ. Cho đến lúc mà em được lựa chọn để chuẩn bị vào Hồ Chí Minh thì bố mẹ thì em mới nói cho bố mẹ để xin phép bố mẹ. Có mắng không? Lúc đầu thì bố mẹ em cũng hơi lo. Bố mẹ em cũng hỏi là đi thi thì làm sao mà đảm bảo học hành được. Nhưng mà em cũng cố gắng để sắp xếp và cố gắng để thuyết phục bố mẹ. Còn người nói cô Tâm gọi cho. Mẹ ơi, con giỏi lắm. Hoặc là chú Tuấn gọi cho mẹ thì. Đấy, kiểu như thế. Anh nghĩ em là một cái thí sinh vào thi mà giám khảo không cần thiết phải nói gì. Và anh nghĩ là tới cái phần tiết mục của em thì thật ra ban tổ chức chỉ cần dựng cái phần em thi là đủ hấp dẫn rồi. Mong rằng em bước ra em sẽ đem cái sự may mắn đến các bạn ở phía sau nữa. Em cảm ơn ạ. Ra dọa mấy đứa ngoài cho nó sợ. Rồi, chúc mừng em gái. Em cảm ơn mọi người giám khảo rất nhiều ạ. Em cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp ở vòng nhà hát nha. So cute. Idol thế hệ mới, anh nghĩ rằng bạn đó phù hợp với tiêu chí. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy. Ok, hay lắm. Tấm vé vàng đầu tiên của thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol. Khán giả rất muốn biết cảm xúc của em khi cầm cái tấm vé này trên tay như thế nào. Thật sự là những bạn thí sinh đầu tiên thi nên là em cũng không quá hy vọng. Và em cũng cảm thấy là các anh chị năm nay rất là tuyệt vời, cho nên em cũng rất là lo lắng.
Và bây giờ thì em thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng không biết phải nói gì. Mà trước tiên là mình cứ vui với chiến thắng này đã, và sẽ có khoảng thời gian để em chuẩn bị. Chúc cho Hưng Linh sẽ có màn xuất hiện còn ấn tượng hơn nữa. Chúc mừng em. Cảm ơn. Yes. Vé vàng đầu tiên của Vietnam Idol. Hiện tại bây giờ thì mình đã cầm trên tay tấm vé vàng rồi. Mình muốn nhắn nhủ đến bố mẹ là: bố mẹ ơi, con làm được rồi. Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng con. Và con sẽ chứng minh cho bố mẹ và tất cả mọi người thấy rằng con sẽ làm được. Chào tất cả mọi người, em sẽ được giới thiệu bản thân của mình. Em là Mai Kim Liên. Công việc hiện tại của em là đang là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Và em đến từ 60 Đồng Nai, Mỹ Đỉnh ạ. Mục tiêu tham gia Vietnam Idol của em là: thứ nhất, em muốn mọi người công nhận rằng là em hát cũng được. Tại vì ở nhà hay hát cho mọi người nghe thì cũng có một chút autotune, cũng có một miếng chỉnh giọng. Nhưng mà thật ra là phải có giọng thì mới chỉnh được. Và thứ hai là em muốn tìm cho mình một người chồng ạ. Ngày hôm nay Mai Kim Liên có tìm được chồng của mình trong chương trình Vietnam Idol hay không thì mọi người hãy cùng đón xem nhé. Còn bây giờ thì em đi tìm chồng lại. Beautiful. Em xin chào ban giám khảo ạ. Em tên là Mai Kim Liên, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em đang là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ạ. Sáng tạo nội dung. Có bao nhiêu follower em? Dạ 2.1 ạ. Nhưng mà thường em hay đăng cái gì nội dung? Dạ em hay truyền tải năng lượng tích cực xung quanh cuộc sống của em cho mọi người ạ. Nói chuyện với lại em hay hát hò cho mọi người nghe ạ. Bây giờ em muốn nói chuyện thêm một tí xong em hát hò. Dạ. Thường thường thì trước khi hát thì em sẽ tấu hài cho mọi người ạ. Có tấu hài luôn. Dạ, ý là ở nhà thôi chứ lên đây thì em hơi rung ạ. Vậy thì em nên thoải mái chút xíu trước khi mình hát đi. Dạ. Em tấu một tí để xem có hài không nè. Em đó, anh nói vậy xong em thành hài đó. Chết rồi, khơi khơi nói cũng không biết nói gì cho vui nữa. Vậy thì hát trước này. Dạ. Không sao, không sao. Trong bài hát em có lỡ ví von hai người đàn ông ngày hôm nay, là người là chồng sắp cưới của em và một người là rất đẹp trai là người tình của em ạ. Trời ơi vậy luôn. Dạ. Vậy em sẽ phép được trình bày tiết mục của em ạ. Rồi mời em. Dạ. Chúng ta quen nhau lâu rồi, cũng đã muốn nhau luôn rồi. Giống như bao lời anh hứa, sao mỗi người làm chi nữa. Người già và không quên em đi, em phải đâu buồn ơn. Cưới em đi anh ơi, giờ em chẳng muốn lôi thôi. Để khi hai vạch mới cưới, còn như anh quê em đây. Cưới em đi anh ơi, về nhà rồi chúng ta chơi. Vì em thương anh mới thế, anh có ra sao vẫn mê. Nãy giờ là thấy là em hoàng hai anh quá, thì có vẻ là hai anh cảm thấy là em mê hai anh thiệt. Không có đâu, em là em có người trong mộng rồi. Ông xã ơi, anh đây, bà xã ngốc. Anh có đồng ý làm chồng em không? Anh... Không. Anh thấy hai người đàn ông ở dưới đây hợp với anh hơn. Chúng ta chia tay đi. Hấp dài. Hấp dài.
chưa? Dạ hết rồi ạ. Ủa tự phải vô hát bài buồn nữa mới đúng chứ. Dễ thương. Dễ thương, sao dạ. Chiêu hát thấy vui mà. Rất đầu tư. Khi em hát em cũng làm tụi anh vui nữa. Dạ. À, thật sự là anh hiểu tại sao em có 2 triệu người theo dõi. Đó mang cái điều rất là tích cực. Anh thấy rất là dễ thương. Về anh sẽ theo dõi. Dạ, cảm ơn anh. Tụi em tới đây là em mê hát và bạn là bạn diễn cùng em thì bạn muốn hỗ trợ góp mặt trong tiết mục của em tại vì bạn cũng rất mê hát mà bạn hát cũng không có được như em ấy ạ. Có khi nó là cái thế mạnh của em không? Dạ. Hoặc là sau này có những cái bộ phim mà nó có nhạc kịch cần những vai hài hay là kiểu cũng mang những cái điều tích cực á, em có thể tham gia. Dạ. Chị thì rất là cảm ơn tiết mục của em. Chị nghĩ là em chỉ hát vui chứ còn nếu mà thực sự mà theo nghề này á thì là bé phải luyện thanh để cho thoát giọng ra chứ giọng mình đang bị ém vô á. Nhưng mà được cái là nghe rất khỏe nên là chị rất là cảm ơn bé Liên đã tham gia chương trình và đến đây. Cảm ơn mọi người. Dạ. Nếu mà đăng TikTok nhớ đăng cái phần minh họa của hai anh. Em bắt được chồng em rồi mọi người ơi. Thì rớt mà sao mặt vui vậy? Ôi vui là mình kiếm được chồng rồi. Hơi tiếc một xíu là ba người đầu có vé hết đến cuối. Gãy. Không sao em ạ. Không sao, thua kia này bày kêu khác. Nếu như mà phải chọn các thí sinh Việt Nam Idol năm nay để làm một ban nhạc thần tượng thì Visual, người đẹp trai của nhóm chắc chắn sẽ là thí sinh này. Xin chào mừng Nguyễn Lâm Phúc. Em chào anh Bảo. Hôm nay em sẽ mang tới một cái phong cách như thế nào? Hôm nay em sẽ thể hiện một ca khúc ballad thôi. Mong là trong những cái nó quen thuộc như thế thì mình sẽ thể hiện được cá tính của mình ở trong đấy. Anh thì nhìn thấy được sự tự tin và quyết tâm của em trong ánh mắt. Và anh chúc em mọi sự may mắn nhé. Ok, cảm ơn anh. Rồi, xin mời. Xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Chào em. Em tên là Lâm Phúc, năm nay em 19 tuổi, đến từ Hà Nội ạ. Đức Phúc à? Lâm Phúc ạ. À, Lâm Phúc. 19 tuổi hả? Wow, sao dạo này 19 tuổi mà nhìn em nào cũng lớn hết nhờ, anh Tuấn. Cái hồi anh 19 tuổi là cũng đã đẹp trai như em rồi đó. Cái giống em hồi xưa mà 19 tuổi là nhìn em già chát luôn á. Xong là 39 tự nhiên thành chuyện khác rồi. Kể một chút về mình bản thân mình à. Cho nó thoải mái. Giờ em không được đào tạo chính quy, chỉ là đam mê từ hồi bé đến giờ và mình cố gắng theo đuổi thôi ạ. Và em có đi hát nhiều chưa? Chưa ạ, em chưa có nhiều cơ hội để đi hát nhiều. À. Dạ. Chỉ hầu như là hoạt động câu lạc bộ trong nhà trường thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lâm Phúc, hay là mọi người có thể gọi mình là Gấu. Năm nay mình 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành truyền thông tại Đại học RMIT Việt Nam. Mình là một người có tính cách, mọi người nhận xét là khá là hoạt bát và sôi nổi. Và đó là lý do mà mình đã lựa chọn ngành truyền thông cũng như là tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Tại đây thì chúng mình sinh hoạt cùng với nhau, hát mọi lúc mọi nơi và lan tỏa cái sự nhiệt huyết của mình đến những cái nơi mà chúng mình đặt chân tới. Ở trong câu lạc bộ thì mỗi người có một cá tính rất riêng, thế nhưng mà ai cũng có một điểm chung, đấy là chính là âm nhạc. Và nhờ cái tiếng nói chung đó thì mọi người giúp bản thân mình có thể khai thác được những khía cạnh mới trong âm nhạc. Đối với mình, Việt Nam Idol là một cánh cửa lớn, nơi đã sản sinh ra rất nhiều các anh chị nghệ sĩ của thị trường âm nhạc Việt Nam. Mình cảm thấy là cái sức trẻ, cái sự nhiệt huyết của mình nó có điểm tương đồng với các anh chị ở thời điểm đó. Vì vậy khi Việt Nam Idol quay trở lại sau 7 năm, mình nghĩ không có lý do gì để cho mình chần chừ và mình mong muốn sẽ có thể thử sức và trở thành Việt Nam Idol, thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Rồi lỡ như rồi mình thành idol rồi thì sao? Thì em nghĩ là sẽ dành toàn bộ tâm sức và thời gian của mình cho con đường này. Rồi bây giờ em sẽ hát bài gì nè? Dạ, hôm nay em sẽ xin phép gửi đến ba vị ban giám khảo bài Tâm sự cùng người lạ của Tiên Cookie ạ. Rồi, mời em nè. Ngày buồn rơi rượi là ngày mà em xa tôi. Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới. Sao em không một lời dặn trước với tôi, người ơi. Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa.
Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại, đành cứ thế đi miệt mài. Because I'm too lonely, only girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ, một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên ôi sao anh ngốc quá, sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắn hẳn điều gì, vì anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói. Because I'm too lonely, lonely girl. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ, một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên ôi sao anh ngốc quá, sao còn yêu cô ta. Không khuyên anh nên quên hay gắn hẳn điều gì, vì anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe. Anh nói Hay. Anh cũng hơi ngạc nhiên với cái độ tuổi của em mà hát được một cái thứ nó khá là già dặn. Anh cảm giác được trong cái sự xử lý bài hát của em. Đấy là một lời khen nhá. Có một cái màu gì đó giống học cho em. Ok, đấy, anh đây nói. Nhưng mà là giọng của Lâm Phúc là sáng hơn giọng của Đức Phúc. Chắc hơn so với độ tuổi này của Phúc ngày xưa thì không hát được như vậy. Nhưng mà giọng của Đức Phúc rất hay. Là chị rất là ngạc nhiên với cái cách xử lý cũng như là cái cách hát của em. Và giọng em rất là tình cảm, chị rất là thích luôn. Nói chung là chị rất thích. Rồi chị cũng không comment gì nhiều. Có hát những cái bài có tiết tấu không? Dạ có ạ. Em cho anh nghe thử. Oh baby, ơi 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 yeah. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đang úa tan gần kề. Chuyện tình yêu vốn mãi luôn đâu phải dễ. Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thế. Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê. Nice. Ok. Em say yes. Anh thì theo anh Tuấn với chị Tâm thôi, mà chắc chắn là anh Tuấn là sao khác được. Yes. Thế thì anh đâu. Vậy thì em có 3 cái yes của Việt Nam Idol. Chúc mừng em. Chúc mừng em và bạn nhé. Chúc mừng, cố gắng lên nha. Ra do bộ diễn xuất giấu rồi mặt buồn rồi coi ở ngoài đó phản ứng như sao. 19 tuổi hát này già dặn nhỉ, luyến ái các thứ rồi. Vâng, thế nghĩa là em này cũng có kinh nghiệm biểu diễn ở cái câu lạc bộ em ấy nói đó. Em nghĩ chắc cũng hát nhiều lắm á. Kỹ thuật như thế mà tuổi này như thế là hay ha. Quá chắc rồi. Đi thẳng vào vòng trong với nó làm gì nữa, anh công nhận không? Sao, kết quả thế nào? Chuẩn bị khóc hay cười? Tuyệt vời. Em không không tin anh ạ. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy giữ cái tâm thế này. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Với những vòng tiếp theo thì bản thân mình sẽ cố gắng để bung thật nhiều hơn nữa cái nội lực của mình để thể hiện cho các vị ban giám khảo thấy là bản thân mình có thể tiếp tục tiến xa hơn, khám phá những cái điều mà mình chưa từng làm được bao giờ. Hơi lệch tông tí nhưng mà anh thấy em cầm chai nước này, mình làm một ngụm nước đi. Em xin. Em uống ngay trước mặt anh đi. Đấy, rồi. Dạ rồi. Anh thấy em luyện thanh như thế thì chắc là cũng đúng thôi, bởi vì là mình được đào tạo chuyên nghiệp mà. Dạ.
thì cái nền tảng chuyên nghiệp đấy của em mà bước vào Việt Nam Idol em thấy là có lợi thế hay là có cái gì mà bất lợi không? Có lợi nhiều mặt lắm. Lợi về kỹ thuật thanh nhạc. Thật ra là đối với em á, chuyên nghiệp hay không là do bản thân của mọi người thôi. Với lại bây giờ càng lớn người ta sẽ không muốn nghe học thuật nhiều nữa. Đúng. Dạ, mà người ta chỉ muốn nghe cái tình cảm, cảm xúc. Đúng rồi, cái quan trọng nhất là người dạ, nghe. Dạ đúng rồi. Anh tin rằng là em sẽ có bản thân rất là tự tin. Điều quan trọng là giám khảo bị thuyết phục. Dạ. Nhưng mà như thế nào nữa thì cứ làm hết mình. Dạ. Không có gì phải hối tiếc. Dạ. Chúc em may mắn nhá. Cảm ơn anh. Vậy thì bây giờ thực sự là em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Chúc em chinh phục ba giám khảo của chúng ta. Dạ. Xin mời. Dạ. Em chào mấy anh chị ạ. Em tên là Kim Nhã. Biệt danh của em là Na Bún Bò. Tại vì nhà em có bán bún bò. Dạ, bún bò Huế. Nhân cơ hội đây quảng cáo quán bún bò nhà mình luôn. Dạ, bún bò Huế An Cụ. Chị nổi tiếng bún bò lắm luôn. Dạ. Có bán trên mạng không? Để order gái xem là nó có mặn mà không. Em giới thiệu sơ chút xíu về mình đi. Dạ, hiện tại em là một ca sĩ tự do. Ca khúc em sắp gửi đến anh chị là một ca khúc mà em rất là thích về cái ca từ của nó. Em là người khao khát mình là một cái nữ chính trong những cái ca từ của ca khúc này. Ok. Dạ, xin phép. Sao là điều ước muốn lớn nhất, bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm lấp lánh. Này không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta, cho tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào đã từng khóc xuyên qua đêm tình mộng gối đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua ngập tràn ấm ấm nắng sớm. Dù hai ta xa đi và dù hai ta xa đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta nguyện thề qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trời hoa tình yêu chúng mình, đập tan màn sương mùa kia còn vương vấn. Không vương bàn tay đắm đuôi mê say là anh. Là anh cùng em vượt qua màn đêm tối kia, kiên cường khi đọc qua từng cơn sóng dù ngoài khơi biển xanh trời cao nên sông lớn. Phiêu du cùng nhau bỏ lại đau đớn phía sau. Dạ em cảm ơn. Nice. Thì với anh là em chưa cho anh được cái sự đặc biệt. Có thể mình không mới, mình không ấy, nhưng mà mình phải rất là đặc biệt. Mà năm nay thì vé vàng nó quá ít, cho nên là anh xin lỗi anh, em chưa có thuyết phục anh. Tiêu chí của chương trình lần này á, người ta gọi là idol thế hệ mới. Thì nó bao gồm nhiều thứ lắm, giống như là về sáng tác, rồi về hát, trình diễn. Về mọi thứ luôn, chứ không phải chỉ có giọng hát không. Em thì có giọng hát rất là tốt, rất rất tốt, nhưng mà chưa đạt đủ cái tiêu chí, chưa phù hợp thôi, chứ không có nghĩa rằng là em dở. Bản thân chị thì chị sẽ cho em một cái bạc để mà mọi người có thể suy nghĩ. Là em say yes đúng không? Anh Dũng say no đúng không? Dạ. Yeah. Anh nghĩ là anh sẽ đồng ý cho em một chiếc vé bạc để cho em gọi là bước một chân vào vòng nhà hát. Đây là cái vé được cân nhắc, ok? Em sẽ trân trọng và em sẽ phát triển. Yeah, thank you. Cho nên là cái vé này tụi anh sẽ suy nghĩ nha, ok? Hy vọng là em sẽ đủ cơ hội để có thể chứng minh được cái tấm vé này là mọi người đưa cho em là xứng đáng. Mình cứ nghĩ tiếp về vòng sau, nghĩ tiếp về những cái phần trình diễn hay là những ý tưởng cho cái phòng thi tiếp theo đi.
Còn như thế nào thì cứ đợi số phận quyết định, đúng không? Dạ. Ok, chúc mừng em. Xin mời. Xin chào chương trình Việt Nam Idol. Mình tên là Huỳnh Công Luận và mình đang công tác và làm việc sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến bây giờ mình mới quyết định để tham gia chương trình Việt Nam Idol vì trước đây có khoảng thời gian có khó khăn về kinh tế tài chính nên hiện tại thì đã ổn định. Mình đã quyết tâm theo đuổi và phát triển sự nghiệp âm nhạc bắt đầu từ năm nay. Chào anh. Nếu như mà hôm nay không nhận được vé, thì em có tiếp tục theo đuổi ca hát không? Dạ, đương nhiên là tiếp tục. Đúng không? Chính xác, đấy chính là cái tinh thần. Dạ đúng rồi. Chúc em mọi sự may mắn. Dạ, cảm ơn. Dạ, em xin chào anh Huy Tuấn, chị Mỹ Tâm, xinh đẹp và anh Dũng ạ. Nghe thấy chào là rất là thích rồi đó nha. Dạ, em tên là Huỳnh Công Luận, nghệ danh của em là Lucas. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng kinh doanh về lĩnh vực bất động sản. Anh có nhu cầu mua nhà không? Hồi trước em có hỗ trợ anh Huy Tuấn một lần. Chết rồi, anh khai hết. Dạ, nhưng mà chắc anh không nhớ. Không, anh có nhớ. Nhưng mà em phải nói cái đoạn sau ấy, có nghĩa là cái đoạn mà anh bảo anh không có tiền để mua bất động sản ấy là em không kể. Rồi, mời em nè. Em xin hát ca khúc Mơ của ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường ạ. Rời xa vòng tay của riêng anh, chỉ theo cơn mơ, chỉ theo hạnh phúc ở nơi nào, chỉ môi anh nơi này nâng niu những thơ ngây. Và khi anh lặng lẽ chôn sâu bao buồn vui có trong anh, đừng những niềm đau thác thang ngày trăng màng, anh lạc lối giữa bao làn gió đang hát vu vơ. Từ đắm đôi tay anh mơ màng, hình dung em đang trốn đây. Từ hé đôi môi anh mỉm cười, hình dung em đang ôm anh lúc này. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần đói, mình anh với trang vương bên thềm nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài dòng thế. Mình anh mỗi đêm dù anh vặn giấc mơ có em về, rồi mai đây ai thấy anh yêu em. Mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhé không biết thương ai. Mình anh bên những tháng năm âm thầm đổi thay, mình anh bên những chất chứa chưa một lần nói, mình anh với trang vương bên thềm nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài dòng thế. Mình anh mỗi đêm dù anh vào giấc mơ có em về, mai đây ai thấy anh yêu em. Mình anh với riêng anh trong đời vệt nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhé không vết thương anh. Mình anh với riêng anh trong đời nắng trên cao vơi vơi, thời gian nhé không vết thương à. Thì Tâm cười rồi, có vẻ thích đấy. Cảm ơn em. Màu giọng hay là những cái cách hát của các bạn nó quá giống nhau, nó không có cái gì đặc biệt để cho người ta cảm thấy rằng là ok, cái này khác quá. Và mọi thứ là nói chung là nó rất là an toàn.
chị quay qua anh Tuấn xong chị quay qua anh Dũng là chị không biết phải làm sao cả. Nhưng mà em sẽ thay đổi được ạ. Ví dụ Di Tâm góp ý là cái đoạn này em cần cái gì gì đó. Thật ra cái đó là khó nha. Không phải thay đổi chỗ này hay đoạn này đoạn kia mà là cái vấn đề là mình một cái sự thồng thể. Đấy. Khi em hát á, giống như là em đã hát lại một cái bài hát này của ai đó. Chứ nó không có cảm giác em hát lại một cái bài hát mà nó của riêng em. Cách đây 5-7 năm khi mà mình đi chấm thi ở những vòng ngoài của người ta đổ ra là một trong những bài được hát nhiều nhất. Và em vẫn có một cái tư duy như thế, vẫn là một cái sự lựa chọn như thế ở vào thời điểm này. Thì đó là cái lý do mà anh không cảm thấy rằng em bật được cái cá tính của mình lên. Em thì nghĩ rằng là em chưa ổn định, chưa phù hợp. Em thì thấy vậy đó. Không hay là có? Em không thể thi đâu, no. Em đóng vai hiền mà. Trời ơi mọi người, về cuộc thi thì chị phải say no, chị sorry em, chị say no. Nhưng mà về tình cảm á, về một cuộc giọng hát thì hát là tốt. Như vậy mà chị say no thì chị sẽ cảm thấy rất là buồn. Cho nên chị say yes. Không phải không mà cũng không phải có. Thì có nghĩa là nó là khó, đúng chưa? Vâng. Em chọn khó. Vâng. Ok. Anh nghĩ là anh chọn không. Vấn đề là em chỉ là không phù hợp với cái thần tượng âm nhạc của phiên bản này thôi. Một khó, một không, bây giờ có hay không? Thì em cũng chưa thuyết phục được anh. Em cảm ơn. Cảm ơn rồi nha. Đã đến dạ. Nha, cố gắng nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Tốt. Hát hay nha, chứ không phải là dễ. Nhưng mà nha, hôm nay nhiều người tốt mấy như người em tốt quá. Mà tụi anh ít veo quá. Hello mọi người, mình là Vương Quốc Huy, là thí sinh của Việt Nam Idol thế hệ mới. Hiện tại thì mình đang là sinh viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó thì mình cũng có đi làm ở bên ngoài, là đi hát cũng như là làm những công việc part time khác. Thì hôm nay mình đến đây với Việt Nam Idol cùng chị để chứng minh cho mẹ của mình thấy phong cách của mình, thực lực của mình có thể chinh phục được tất cả các khán giả của Việt Nam Idol thế hệ mới. Và mình sẽ vững bước trên con đường âm nhạc của chính mình. Yeah! Anh rất ấn tượng với trang phục của em, thì em có thể giới thiệu một chút được không? Cái phong cách này là unisex hay còn gọi là phi giới tính ạ. Anh nghĩ nhá, ở trong Việt Nam Idol ấy, năm nay thế hệ mới là ban tổ chức rồi ban giám khảo người ta tìm kiếm những người mà biết mình là ai, có một cái phong cách, một cái cá tính rất là riêng. Dĩ nhiên phải có tài năng âm nhạc rồi. Anh nghĩ là em đã lựa chọn rất là hay. Chúc Huy sẽ thật là tự tin trong bộ trang phục mà em đã chọn và mang giọng hát của mình chinh phục khán giả. Cảm ơn anh. Ban giám khảo. Ok. Xin chào. Hi. Đúng. Em xin chào quý vị ban giám khảo ạ. Cũng như là xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem qua đài VTV. Thì em tên là Vương Quốc Huy ạ. Năm nay em 23 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm nhất của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Oh my god, ai chọn bộ đồ này cho em vậy? Em tự suy nghĩ cùng với bạn bè nữa. Dạ vâng. Hôm nay với cái phong cách này, bộ đồ này là lần đầu tiên của em ạ. Em cũng muốn là mình có thể thử sức, gọi là khám phá cũng như là thay đổi bản thân, thử xem sao. Cái váy cũng đẹp luôn, nó phù hợp với cả cái outfit. Váy này là của em gái em. Đáng yêu. Chị cũng đáng đoán vậy đó. Không có sự đầu tư của cả gia đình, ủng hộ. Outfit thì để cho thay đổi bản thân, còn ca khúc thì em nghĩ nó cũng sẽ khá là phù hợp với outfit ngày hôm nay. Một bản mashup của Đi Đu Đưa Đi và Bùa Yêu ạ. Rồi mời em. Không yêu hay yêu, không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nó một lời thôi. Tựa như chiếc cờ tay mai xa, em lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để em khiến anh nhớ mà. Thực anh đây đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhìn tim lại lá, vô tình rơi dày không biết. Có nhạt hình như anh thích em, thích
rồi. Mà yêu thì chắc anh thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu. Phải dù đi chơi tối nay rồi, gặp lại để xem có còn thích hay thôi rồi. Rộn ràng thời gian nhắm con môi, bọn mình đi đâu đi em ơi, đi đu đưa đi. If you love me, if you love me, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. If you love me, if you love me, nếu em có yêu nói đi ngại gì. If you love me, if you love me, lúc đi hết buồn, lúc về. Thích không? Có vẻ và ok. Cái này em mới nghĩ ra tức thì. Đây, cái này thì thành thật là chia sẻ là em bị quên lời câu đó. Xong em nhảy qua là vé vàng luôn. Là tại chị nói cái từ cuối nên em bị quên lời. Không, em tại chị đúng không? Dạ vâng ạ. Nhìn chị lo hát quá xong rồi quên. Ok, rất là cute. Chị thấy thì về giọng hát thì vẫn còn hạn chế. Nó cũng hơi thú vị về cái cách của em thôi. Thấy vui vui, em không biết nói sao. Thần tượng của giới trẻ bây giờ nó phải là một cái gì đó nó đầy đủ. Và trong đó có cả giọng hát, có phần trình diễn, thậm chí cả thời trang. Cái thời trang. Em có hay mặc đồ này bình thường mỗi ngày không? Đây là lần đầu cũng thì em đang muốn khám phá bản thân cũng như là show off cho khán giả. Các anh chị đây có thể góp ý có hợp với em hay không? Có một cái cảm giác em bắt đầu em tập để làm một cái người đặc biệt. Cho nên thấy trong cái sự trình diễn em có cái sự sắp xếp, mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, hơn là nó tự thân mình. Không phải anh trách chê gì, nhưng mà anh nghĩ cái kiểu của này của em có thể sẽ có nhiều người thu hút họ hơn. Thì làm sao để cho người ta thấy rằng mọi thứ của mình nó tự nhiên hơn. Để đạt vé vàng thì chị thấy là chưa được. Chị vote cho cái vé bạc để mà mọi người có thể là một cái cơ hội thứ hai để xem lại là sẽ quyết định đưa bạn nào vào vòng trong. Em cảm ơn những lời nhận xét của anh Quang Dũng cũng như là anh Huy Tuấn cũng như chị Mỹ Tâm ạ. Em sẽ ghi nhận nó và khắc phục nhiều hơn. Mà cái hay là cái mặt em á, nó rất là hợp với cái tay này. Sao đúng không? Tức là cái mặt ghê. Anh vô mà có muốn thì nó chai. Cũng không được. Đó thì đã có một nửa chân rồi đó, giờ mọi người hai anh này mà anh quyết định cái này thì là cái này, còn nếu mà nói cái này tùy anh nha. Cũng nhóm màu suy nghĩ. Nhóm màu suy nghĩ. Rồi, thế thì anh nghĩ rằng cũng nhuốm một tí màu suy nghĩ giống anh. Nhuốm màu suy nghĩ. Vậy thì xin mời. Chị sẽ ra em vé bạc này để em có cơ hội thứ hai. Cái này là chị nghĩ rằng đây là cái cơ hội may mắn. Dạ vâng. Ha? Bây giờ trước mắt mình sẽ nhận cái này và em có thể chiêm nghiệm về lời anh Dũng nói rằng là mình sẽ kiếm thêm style hay là mình làm một cái gì đó ha. Dạ. Rồi, em xin ạ. Thank you. Khi mình làm cái điều đặc biệt mình phải thấy vui chứ. Nhưng em nên có niềm tin bởi vì em hơi giữa của cái này rồi đó. Dạ vâng ạ. Còn những bạn khác là cái này có nhiều khi cũng xa vời lắm. Nghĩ hoài không ra. Dạ vâng ạ. Em một lần nữa cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Hãy có niềm tin em nha. Dạ vâng. Rất vui ạ. Không nghĩ. Cũng vậy. Ok, thank you. À, chúc mừng em không làm cho mọi người bị chờ đợi. Cảm giác của em thế nào? Nói chung thì đương nhiên không được vé vàng thì hơi buồn một xíu. Nhưng mà các anh chị nhận xét rất là đúng. Và em cũng cảm thấy được là cái phần trình diễn của em nó thực sự chưa có đủ bứt phá để mà nhận được vé vàng. Và anh nghĩ là với phong cách thời trang này nữa thì sẽ là một cái phiên bản rất là khác. Rất ấn tượng. Chúc mừng Huy.
Và thí sinh cuối cùng của tập này đã sẵn sàng cho phần thi của mình. Hồ Võ Thanh Thảo, một cô gái đa tài với nguồn năng lượng tràn đầy. Liệu cô nàng có giành được tấm vé vàng từ ba vị ban giám khảo? Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang xa xa, để ngày nào đó. Ồ, tam ca ba, tam ca áo đen. Thế em có định bác guitar vào quẩy luôn không? Dạ có ạ. Nhưng mà có bị hạn chế phong cách trình diễn ở đâu em không? Em nghĩ là nó sẽ là một cái để giúp cho em có thể tự tin hơn, nên là nó sẽ không có hạn chế. Ôi, xin mời. Dạ, vâng ạ. Sẵn sàng nhá. Dạ, yeah, chuyện thì tốt. Em xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Chào em. Chào em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Hồ Võ Thanh Thảo, năm nay em 20 tuổi. Và tại em đang là sinh viên và là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Nhìn thấy em quen quen, mình có đã gặp nhau bao giờ chưa ta? Sao thấy quen ta? Dạ, dạ chưa. Dạ chưa. Đó, mình nói liền luôn. Còn mình gặp rồi là nói dạ rồi. Dạ, em mới gặp chị Mỹ Tâm với lại chú Huy Tuấn. Thế hả? Dạ, con diễn chương trình Hò Vô. Ồ, oh, wow. Vậy không biết luôn nha. Con ở trong một cái ban nhạc gì đúng không? Dạ đúng rồi, con có chụp hình với chú sau khi... À đúng rồi, đúng rồi. Vì không, bạn... chú gặp nhiều quá rồi. Đúng rồi, trong một ban nhạc nó khác với đứng một mình. À. Khác nhau chứ. À, và hôm nay em đến đây và mang đến một cái khúc, một sáng tác của chị Bùa Cát Tường. Một cái khúc em rất là yêu thích, và đặc biệt hơn là cái khúc này chị Mỹ Tâm cũng đã từng thể hiện. Cái khúc được mang tên là Yêu Xa. Dạ, con xin phép bắt đầu ạ. Sương đã ngủ đông lại trên phiên lá xa xanh, mà con tim em chưa thôi nhớ anh. Giữa mùa lặng lẽ trôi qua, em nghĩ về bàn tay anh khẽ đan lên mái tóc em, mắt người chợt chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng xanh, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây. Quan sát tim em từ lúc tan, phải nói chia xa từ đây. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết
Wow, hay 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 hay. Bài này thì cũng rất là lâu rồi, nhưng mà quan trọng là mình hát lại thì mình có những cái nốt feel mới, nó nghe nó hợp thời hơn, đúng không? Cái quan trọng trong bài hát của bạn ấy là bạn ấy đã xử lý được những cái thứ mà chúng ta chưa từng nghe ai xử lý trong bài hát này như vậy. Với lại đánh guitar cũng hay quá nè, trời ơi, thích thích thích. Hả, giống Mỹ Tâm đấy. Nhưng mà em không có đánh giỏi như bạn, em đánh bình thường thôi. Thế thì em là gia đình có theo nghệ thuật gì không? À, mẹ em rất là thích Vietnam Idol. Thì mẹ em mới kiểu cứ sao không đi thi đi, tại sao không đi thi đi. Tại sao không đi thi? Tại sao? Cái khoảng thời gian đó con chưa thực sự đủ bản lĩnh, chưa đủ tự tin để thế mình... Cái đó rất là quan trọng nha, có nhiều bạn cứ không, đúng rồi, chọn đúng điểm rơi. Vâng. Trong cuộc thi nào cũng phải có một cái quy định nhất định. Không phải là lúc nào mình phải cho vé vàng, thấy hay là cho được. Chị thấy rằng là em rất là hay luôn. Có các bạn trước đó là chị khen hay quá trời. Nhưng mà cuối cùng là cũng không chọn em, tự nhiên kỳ lắm. Cái việc em đi như vậy mà không ba mẹ không biết thì cũng kỳ đúng không? Rồi lỡ mẹ biết rồi mẹ có buồn không? Hay là mẹ ủng hộ đi thi mà. Nãy kêu tại sao con không đi thì tại sao con không đi. Nhưng mà mẹ biết rồi mẹ có vui không? Chắc vui ha. Dạ vui. Cho dù không vào được vòng trong thì mẹ cũng vui, tại vì con gái đã làm cho mẹ bất ngờ. Đi ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, dạ vâng. Đúng không? Thế thì nếu mà có mẹ thì vui quá nhỉ. Mẹ em vẫn còn đang nhà bán cơm gà nhà. Ừ, nhà bán cơm gà. Dạ, nhà bán cơm gà. Cho anh bà xuất toàn gà xuất. Địa chỉ, số mấy? Là Dân Thọ phường 11 Gò Vấp ạ. Hằng ngày ngoài việc đi hát và đi học ra thì mình còn ở nhà phụ ba mẹ bán cơm gà, một quán cơm nhỏ của mẹ mình. Tuy quán cơm gà không lớn, rất là nhỏ nhưng mà rất là ấm cúng và có thể dễ dàng chia sẻ những câu chuyện trong gia đình. Ba mẹ mình luôn luôn lắng nghe, luôn luôn chia sẻ và luôn luôn ủng hộ mình trong con đường âm nhạc. Đến với Vietnam Idol, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mình. Nên là khi mà mình đến với vòng tuyển chọn thì mình đã không nói cho mẹ mình nghe. Cái thứ nhất mình không có muốn mẹ mình phải lo lắng. Và cái thứ hai là mình muốn tạo cho mẹ một bất ngờ. Đợi tới khi nào lên sóng truyền hình thì mẹ sẽ biết. Rồi, thôi bây giờ vậy đi. Thôi mình trao cái khác cho bé đi. Ok. Bây giờ cái này cũng hết rồi. Bây giờ cái này cũng chưa trao được ấy. Thục Vi, mẹ của Thanh Thảo. Mẹ không biết gì luôn á, giấu ba đi luôn. Mẹ không biết là con gái đi thi. Đi từ quận Gò Vấp tới đây. Mấy bạn gọi điện nói là muốn mẹ tạo bất ngờ cho Thảo. Ủa? Rồi còn Thảo thì không có thông báo ở nhà đi thi. Thảo cũng muốn tạo bất ngờ cho gia đình. Rồi cuối cùng hai bên bất ngờ. Bất ngờ nhau, bất ngờ. Bất ngờ nhau mà mẹ đi cũng giấu ba, vậy là xách giấy tờ kêu ba ở nhà bán quán nha, mẹ đi công chuyện tí. Chị ba là người bất ngờ nhất. Thì cũng thưa với cô là vậy, em Thảo là hát rất là hay. Mà cái huôn của Vietnam Idol mà cái ai mà em mà khen hai con mà khen hay á là thường rớt. Bị cái vấn đề là cái chỗ đó. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ còn là ba giám khảo đều rất là yêu thích em. Và chúc mừng em vào vòng nhà hát. Dạ, con cảm thấy nhận về luôn. Đây, trao cho em Thảo và mẹ của em Thảo luôn. Rồi, chúc mừng hai mẹ con nhé. Chúc mừng hai mẹ con. Rất là hay và rất là giỏi nha. Nếu mà tiện thì chỉ cho ba suất cơm gà. Ba suất cơm gà. Cố gắng lên nha. Cố gắng. Bye bye, hẹn gặp lại. Yeah. Chúc mừng hai mẹ con.
Đúng là coi như là mình cởi bỏ được ra bao nhiêu áp lực cơ nhờ, đúng không? Dạ vâng. Cảm xúc của em khi nhìn thấy mẹ bước vào như nào? Em bị đứng hình luôn, ý là em không định hình được là ủa là em, ý là thật sự em không biết là mẹ biết từ khi nào rồi, ủa ai là người liên hệ mẹ thế này. Tuyệt vời rồi, hoàn hảo. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em. Chúc mừng hai mẹ con. Dạ, yeah, cảm ơn. Như vậy, Thanh Thảo đã giành được tấm vé vàng thứ 3 ở tập phát sóng đầu tiên. Các thí sinh nhận vé bạc ở tập này, ai sẽ là người may mắn được đổi sang vé vàng? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Xin chào các bạn. Chào anh ạ. Hôm nay tôi ở đây sẽ thay mặt ban giám khảo có một vé vàng duy nhất. Một trong số các bạn sẽ được tôi đổi chiếc vé này trong tay của các bạn. Đây là một quyết định không hề dễ dàng cho ban giám khảo. Các bạn có thể nhắm mắt vào và tôi sẽ đến một bạn nào đó để trao đổi lại chiếc vé. Chúc mừng Vương Quốc Huy, tấm vé vàng thứ 4 đã thuộc về chàng trai đa màu sắc và đầy cá tính. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều bất ngờ nữa. Thôi. Anh còn một chiếc vé vàng dành cho em. Yes! Yeah! Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Tuần sau, những ẩn số nào sẽ xuất hiện tại vòng tuyển chọn? Thí sinh nào sẽ giành được tấm vé vàng về tay của mình? Tất cả sẽ có câu trả lời ở tập 2 Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, phát sóng lúc 21 giờ ngày 15 tháng 7 trên kênh VTV3. Trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mãi đây chẳng biết thế nào. Cho dù anh vẫn nhớ tay em hơn bất cứ ai, em biết you're breaking my heart, breaking my soul. Một cú lừa tình cảm của em đâu có thừa. Cách em trình diễn nó như là em hát cho xong á, em không để tâm vào đó. Đau tim quá. Hồi hộp quá. Em hát em có mong cho bài em mong hết không? Dạ có. Thế thì đặt bài là thả lên. Thả, rồi tới thành thả hẳn. Còn cái này của em đang là thả trôi. Xin giới thiệu tiến sĩ vật lý Mỹ Tâm. Hình như em có đi nhầm cuộc thi không? thư giãn em ơi, thư giãn. Yeah. Hãy cùng chào đón các thí sinh tiếp theo của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol.